chào tất cả mọi người đã đến nội dung tiếp theo trên kênh của mình nhé. Hiện tại mình đang ở chợ đêm Na Hang nha các bạn. Đây mình đang ở cái khu quảng trường đài phun nước các bạn ơi. Thiếu nữ rất là đẹp nha các
cháu gì đấy chú ơi? Đây là nó hôi. Nó vôi. Thank you.